Hello, xin mến chào tất cả anh em nhé. Đây là mẫu súp kép lưới TV-218 mà hôm trước đã demo tại Ứng Hòa, anh em có thể thấy được rồi đúng không ạ? Cái chất âm, uy lực và tiếng súp đánh cực kỳ mạnh luôn anh em nhé. Đây, TV-218 anh em nhé. Dòng súp mà sử dụng lên tới 2 củ bát 50 từ 220 qua 100. Anh em thì nhìn thấy. Hàng này thì qua sự demo ở Ứng Hòa về đây thì đã có rất nhiều anh em cũng đã đặt hàng, thì ngày hôm nay thì cũng test những sản phẩm. Anh em thể thấy trong đây thì có rất nhiều các dòng súp kép anh em nhé, cũng tháo ra kiểm tra và cũng sẽ test hàng để gửi cho anh em, một số anh em đi vào ba luôn anh em nhé. Đấy, súp kép đây anh em có thể nhìn thấy rất đẹp đúng không ạ? Nhện nó sẽ dụng nhện vàng anh em nhé, rất cứng luôn. Và củ này là củ từ 220 qua 100, anh em thể nhìn thấy. Với những dòng này thì em đã giới thiệu rất là chi tiết, review cho anh em qua những dàn sự kiện mà bên em đánh ngoài trời rất nhiều rồi. Dòng này là dòng súp kép nhưng mà thiết kế kiểu dạng hầm anh em nhé, nhưng mà tiếng súp của nó thì đánh ra cực kỳ lực, cực kỳ lực. Và anh em thì nhìn thấy đây là những lớp sơn, sơn này là những lớp sơn sần cát, chống xước, chống bụi, chống nước cực kỳ là tốt của những lớp sơn này. Và lưu ý, hàng này là hàng nhập nguyên con, nguyên đai nguyên kiện 100% anh em nhé. Lưu ý, hàng nhập nguyên đai nguyên kiện, anh em thì nhìn thấy đằng sau kia đó là những súp kép hoặc là những la ray, loa full, anh em thì nhìn thấy hàng đều đóng tiền gỗ, hàng nhập nguyên con anh em nhé. Đấy, rất chắc chắn, rất đẹp luôn cho anh em sử dụng với những mẫu súp này, cực kỳ xịn sò. Đấy, qua sự đi demo ở Ứng Hòa về thì đã nhận được một số đơn hàng cực kỳ là tích cực và cực kỳ là sướng cho anh em đi với các lắp cái quán hát rồi phòng bar, quán bay sử dụng cái cặp loa này thì quá ok rồi anh em thì nhìn thấy. Đấy, đều là sử dụng 2 bát 50 từ 220 qua 100 anh em nhá. Đấy, lưu ý với tất cả anh em toàn là 220 qua 100 thôi, sơn sần cát. Và với những dòng này thì nó đều có những cái chôn cắm cọc anh em nhé. Chôn cắm cọc này thì đều có gen, gen xoáy để anh em bắt với các chân, các cái cọc loa để xoáy vào để cho chắc chắn anh em nhé. Bích từ em nhìn rất đẹp, rất nét đúng không ạ? Từ 220 qua 100. Đấy, đẹp không ạ? Nét căng luôn. Đấy, qua sự demo thì về cũng nhận được anh em thì nhìn thấy khá nhiều đơn hàng rồi đúng không ạ? Đấy. Cái màng này thì đều được chống bụi, chống nước hết anh em nhé. Đều được sơn một lớp tẩm dầu để chống nước cho anh em chơi với các dàn này. Đấy, sơn sần cát nhìn nó đẹp không? Quá nét luôn anh em nhé, quá nét luôn. Đấy, xịn sò. Đấy, dây bên trong này, dây ok chưa? Con này từ 220 qua 100 thôi. Với những hàng xịn thì anh em đánh từ 220 qua 100 thoải mái rồi. Và cái thông số nữa đây, anh em thể nhìn thấy thông số TV-218 anh em nhé, 2 bát 50 18 inch đúng không ạ? Trở kháng con này là 4 ohm, công suất 1600 đến 3200 W, cực kỳ mạnh luôn. Độ nhạy sensitivity peak lên tới 135 dB, dài tần xuống được tới 32 Hz, quá khủng khiếp luôn rồi đúng không ạ? Đấy, quá khủng khiếp luôn. Đấy, quá xịn sò, quá chất luôn, hàng nhập nguyên con anh em nhé. Nó sự khác biệt đến từ những cái hàng nhập nguyên con, nguyên đai nguyên kiện, nó sẽ khác hẳn luôn. Anh em chơi nó rất là sướng, rất thích mê luôn anh em nhá. Đấy, nhìn những lớp sơn của nó quá đẹp đúng không ạ? Chỉ những hàng nhập mà nó mới có được những cái lớp sơn như này thôi. Đấy, ở đây thì nó cũng có kết nối cho anh em có thể sử dụng bánh xe nhá. Bánh xe thì đây là những cái ốc chờ sẵn trước ở 4 góc, thì anh em mà chơi sự kiện đám cưới ấy, thì anh em muốn tháo 4 góc này ra, tháo 4 này ra, anh em bắt những cái bánh xe vào là anh em thể di chuyển được. Hoặc là anh em cũng có thể sử dụng chân cao su anh em nhá. Đây nó cũng có lỗ chân cao su đây, ok chưa? Nó có thể bắt ngang này, có thể làm súp xuống hoặc đặt súp đứng lên, đều có lỗ chờ cho anh em sử dụng với chân cao su hết anh em nhé. Xịn sò không ạ? Quá chất luôn. Đấy, 4 góc luôn anh em nhé. Thì với mẫu súp này hiện tại bên em đang bán và quảng bá tới tất cả anh em thì hiện tại là 15 triệu đồng trên một quả và 30 triệu đồng trên một cặp anh em nhé. Súp kép 50 từ 220 qua 100, hàng nhập nguyên con, nguyên đai nguyên kiện, ok chưa? Sướng không ạ? Quá uy lực, quá ok cho anh em rồi. Đấy, buổi demo tại Ứng Hòa đã giải quyết được rất nhiều thắc mắc của anh em mà đang tìm hiểu về những dòng súp kép la ray bên em, chinh chiến thực tế với những các hãng loa lớn tại Việt Nam mình như thế nào thì anh em cũng có thể biết được rồi đúng không ạ? Sức mạnh, uy lực được trực tiếp cho anh em có thể nghe và thưởng thức. Ok, mọi tin nhu cầu mua hàng thì anh em hãy nhớ liên hệ với bên em qua số điện thoại bên góc dưới màn hình anh em nhé. Xem video hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông để xem các video mới nhất. Và em xin nhắc lại TV-218 lưới acoustic anh em nhé, 15 triệu một quả, 30 triệu một cặp, súp kép 50 từ 220 qua 100. Ok anh em.